Mô hình thì đúng nhá, sản phẩm thì giá trị, nhưng nhân viên nó quá đông và thằng lãnh đạo này không có khả năng quản trị thì một hồi là nó loạn. Cuối cùng là nhỏ thì thực hiện được lời hứa, lớn thì không có khả năng thực hiện lời hứa nữa vì bố mất kiểm soát quản trị nhân viên. Thì cái việc thứ ba là cái việc đồng bộ, là phải biết về mô hình quản trị. Thế thì như vậy là phải xây dựng được mô hình quản trị. Thế thì thế nào là mô hình quản trị? Thì mô hình quản trị bản chất ở đây là chính là mang lại cái giá trị cho đối tượng nào và cách mang lại. Vậy việc đầu tiên mà khi chúng ta hoạch định mà muốn cái hệ thống này nó chạy được thì ông chủ phải ngồi tính cho tôi về mặt tư duy, yếu tố nào là then chốt, yếu tố nào là then chốt để hệ thống này nó chạy được bền vững mà cán bộ nhân viên nó đồng lòng. Vậy một là mang lại giá trị cho khách hàng thì mình kiên quyết ở phần sứ mệnh, nhưng để nó đi được xa thì phải mang lại giá trị cho cán bộ nhân viên. Mang lại giá trị cho cán bộ nhân viên thì sau đó mới mang lại giá trị cho mình là nhà đầu tư. Vậy thì yếu tố then chốt số 1 là khách hàng là số 1, tức là lợi khách hàng là số 1, lợi nhân viên là số 2, đến mình mới là số 3. Thậm chí 3 năm mình không có lợi nhuận mà để lo cho đời sống nhân viên nó tốt, lo cho khách hàng được hạnh phúc theo tuyên ngôn của mình thì chắc chắn doanh nghiệp đấy sẽ đi đường dài. Vậy thì khi quản trị nhân viên thì thường các ngài có 3 tư duy. Tư duy thứ nhất là tư duy quản trị bằng thân, phần thân, tức là các vị đưa ra nội quy và vi phạm nội quy là phạt, trả lương cứng và trừ lương nội quy. Thì cái đấy là các ngài chỉ quản trị được phần thân thôi. Nhân viên nó không có động lực gì nó làm việc cả. Toàn bộ các công ty trả lương cứng là nhân viên không có động lực làm việc, bởi vì nó làm việc nhiều như làm việc ít, thằng ngu cũng như thằng giỏi. Thế thì việc gì bố mày phải cố gắng, dẫn tới ông sếp liên tục phải đứng đằng sau thúc đi. Các bác phải chết về tư duy quản trị. Tư duy quản trị thứ hai là các ngài khôn hơn một chút, bắt đầu là có tư duy quản trị bằng hiệu quả, bắt đầu xây quy trình tính hiệu quả để trả lương. Nhưng thưa các ngài, như vậy các ngài cũng chỉ quản lý được tầm cấp trung thôi. Tức là bây giờ anh em nó có động lực làm việc, bởi vì làm nhiều là hưởng nhiều, hiệu quả cao thì thu nhập cao. Nhưng các ngài trả cho họ thu nhập được bao nhiêu? Thưa với các ngài, chủ doanh nghiệp các ông ăn hàng trăm tỷ một năm, thì có khi hai ông phó tổng giỏi của các ông ấy, thì giỏi quỹ lương của các ông ấy được đủ khoảng 10 tỷ một năm. Tức là lương 500 triệu đấy nhá, 400 triệu đấy, mà ông hốc đến 100 tỷ, mà hai thằng kia nó chỉ được 10 tỷ. Thì tôi hỏi ông là hai thằng phó tổng ấy nó ngu gì mà nó lại đi cống hiến cho ông mà nó không mở doanh nghiệp riêng? Kể cả ông trả cho nó 10 tỷ cho hai thằng, mỗi thằng 5 tỷ một năm, nhưng nó tạo ra cho ông 100 tỷ tiền lợi nhuận, thì nó ngu gì nó cứ cúi sạp vào nít ông để nó hốc 5 tỷ mà để cho ông hốc 100 tỷ. Thì cái quản trị hiệu quả này ông chỉ quản trị được cái cá nhỏ thôi, chứ làm sao quản trị được cá mập. Vậy bắt đầu nó đến cái tư duy quản trị thứ ba là quản trị bằng cái tâm. Thế nào gọi là quản trị bằng tâm? Tức là cái gì mà là lợi ích cho mình thì cái đó là có lợi ích cho anh em, chúng ta gọi là cùng xuồng này. Vậy thì cho anh em nó cấu trúc vốn vào chứ. Ví dụ như là doanh nghiệp 100% vốn đây, bây giờ là mình rút về mình còn độ khoảng 60% thôi, còn cho hai ông phó tổng kia vào mỗi ông 20% chứ. Thì bây giờ là anh em nó vẫn được 10 tỷ một năm, nhưng mà lợi nhuận công ty được 100 tỷ thì hai chú kia được chia 40 tỷ thì mình còn 60 tỷ. Thì anh em nó không mở doanh nghiệp riêng chứ. Còn tôi nói các ông bảo là thế thì nó thích thì nó đi. Nó đi nó lại là đối thủ của ông. Thế cuối cùng là doanh thu của ông sụt xuống, cuối cùng ông vẫn là 60 tỷ.
Nhưng cuộc đời của ông suốt ngày đi chiến đấu. Học viện CEO Hà Nội, giải pháp quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ hàng đầu tại Việt Nam. Hotline 0926 776622. Website học viện CEO Hà Nội.com.